Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn vàn đời sống là chùm phóng sự chuyên đề về nội dung lừa đảo trên không gian mạng. Mục Chuyện làng quê xin được giới thiệu tới quý vị nhà thờ họ Đỗ tại thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Trong mục Nơi đẹp xinh nhãn là việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang ở xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản của người dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đã có nhiều người dân bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo trên mạng. Chuyên đề sau đây chúng tôi sẽ đề cập về vấn đề này. Thời gian gần đây, nhiều người bị các đối tượng xấu hack nick Facebook, Zalo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Luyện Thị Thêu ở xã An Vĩ đã bị mất 50 triệu đồng bằng hình thức lừa đảo trên mạng. Đối tượng lừa đảo đã hack nick của con trai chị đang làm việc ở bên Nhật Bản, sau đó yêu cầu chị chuyển tiền để giải quyết công việc. Do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, lại không xác minh thông tin từ con trai mình, nên chị Thêu đã bị mắc lừa. Tôi cũng gửi xong thì bắt đầu là tôi điện lại con trai, tôi điện vào cái link đấy thì nó lại không liên lạc được nữa. Thì lúc bấy giờ tôi nghi ngay, tôi nghi mất tiền thì là tối về tôi mới liên lạc được lại cho con trai tôi. Thì con trai tôi mới bảo là thế thì mẹ bị lừa rồi, con có phải con gọi đâu, con mới bị con bây giờ con mới biết bị hack nick. Tương tự như chị Thêu, chị Đỗ Thanh Huyền cùng ở xã An Vĩ cũng bị các đối tượng xấu lừa mất 13 triệu đồng với thủ đoạn hack nick Facebook của bạn thân chị Huyền, sau đó nhờ chuyển khoản tiền hộ. Sau khi chuyển tiền hai lần cho các đối tượng thì chị Huyền mới nhận ra mình đã bị lừa. Chuyển xong đến lần thứ hai là tự dưng mình đã ngớ ra rồi, mình bảo thôi chết rồi. Chưa gọi điện dễ dính lừa lắm. Lúc bấy giờ mình nghĩ ra là có thể gặp lừa, còn trước thì không nghĩ gì, chỉ nghĩ đến tình bạn bây giờ nó cần cũng như mình cần. Thế xong là đến chiều tối thì có một bạn cũng cùng trong nhóm đấy có nói lại luôn là tài khoản của Huyền Tuấn bị hack rồi nhá. Có rất nhiều tài khoản bị hỏi vay tiền đấy. Thế lúc bấy giờ mình ngớ ra thì đi trình báo. Từ đầu năm đến nay, tại xã An Vĩ có 4 trường hợp người dân đến Ủy ban Nhân dân xã trình báo về việc bị lừa tiền khi sử dụng mạng xã hội và vay tiền qua app. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận công an cũng làm cái bài thông báo tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm được để biết cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng này để tránh cái trường hợp là tự dưng là mất tiền oan. Bên cạnh công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và các ngành chức năng thì ý thức cảnh giác của người dân đối với các hình thức lừa đảo trên không gian mạng là quan trọng hơn cả. Hầu hết các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đều diễn ra với cùng kịch bản. Đó là các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin, sự chủ quan, thiếu cảnh giác, thiếu thông tin kiểm chứng, thậm chí là sự hám lợi của người bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Mặt khác, các hình thức thủ đoạn lừa đảo đa dạng, tinh vi cho nên nhiều người đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Tại huyện Văn Giang, từ năm 2021 đến nay, có 20 công dân đến công an huyện trình báo về việc mình bị lừa trên mạng xã hội, mạng viễn thông và trên các trang web. Trong đó có một người đã bị lừa với số tiền 3 tỷ đồng dưới hình thức kẻ lừa đảo gọi điện tự xưng là cơ quan công an, thông báo cho cá nhân này có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, rồi sau đó chiếm đoạt số tiền trong tài khoản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới, đánh vào tâm lý của những người thiếu hiểu biết về pháp luật. Đối với những đối tượng mà giả danh cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, lực lượng cảnh sát giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân cần phải chú ý. Đối với những cái lực lượng thực thi pháp luật thì sẽ có giấy mời cụ thể và có quy trình làm việc để mời những người dân đến cơ quan làm việc chứ không gọi điện hoặc không cung cấp số tài khoản ngân hàng để người dân phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đó để các đối tượng xác minh. Trong số các vụ lừa đảo trên mạng mà công an huyện Văn Giang đang thụ lý điều tra thì phổ biến là các thủ đoạn lừa đảo như hack giả mạo Facebook, Zalo, nhắn tin mượn tiền, giả danh các nhà mạng, gọi điện thông báo trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Để nhận được tài sản đó phải nạp tiền vào, tuyển cộng tác viên bán hàng online, gửi đường link lạ để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, giả danh nhà mạng, cán bộ ngân hàng để lừa đảo, ứng dụng kiếm tiền kêu gọi đầu tư tài chính tiền ảo. Người dân sử dụng các mạng xã hội như Facebook với cả Zalo thì không được chia sẻ quá nhiều cái thông tin của bản thân hoặc là của gia đình nhất. Chia sẻ về các thông tin như liên quan đến cái số điện thoại
các cái tài khoản ngân hàng, các cái số căn cước công dân để tránh trường hợp là bị các đối tượng dựa vào đấy lừa đảo. Không được chụp hình ảnh liên quan đến các cái thông tin đến cá nhân của mình lên trên mạng. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân hết sức cảnh giác trước những cuộc gọi điện thoại từ những đầu số lạ, nhất là các đầu số nước ngoài, không truy cập vào các đường link chứa trang web có tên miền không chính thống. Những cái tên miền mà có đuôi quốc tế và tên miền quốc tế đấy, có đuôi .vip này, .tk này, đấy, rồi là .xyz, đấy, cái thứ là mình phải để ý và mình sẽ không đăng nhập vào nữa và mình sẽ phải kiểm tra lại. Trước diễn biến phức tạp và sự gia tăng của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an để hạn chế, ngăn chặn loại hình tội phạm này. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là tạo lập các nick Facebook, Zalo để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết Ba Miền, có thể biết trước kết quả quay thưởng để bán số lô số đề cho người chơi với mức phí từ 2 triệu đến 50 triệu đồng. Một hình thức lừa đảo khác của các đối tượng trên là giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay tiền online. Người vay phải chịu mức phí 2% tổng số tiền này. Sau khi khách hàng chuyển phí, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng. Các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook, rồi Viber và Telegram để hướng dẫn các cái người dân, đặc biệt là một số những người dân mà nhẹ dạ cả tin, rồi kém hiểu biết về pháp luật, kém hiểu biết về cái việc mà sử dụng công nghệ thông tin để dẫn dắt người dân và thực hiện các hành vi lừa đảo. Từ năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 5 vụ sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ, khởi tố gần 100 đối tượng. Lực lượng công an tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng lừa đảo để người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để tập trung đấu tranh với một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sử dụng công nghệ cao. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cảnh báo đến người dân không vì hám lợi mà tham gia các cái sàn thương mại điện tử mà mình chưa xác minh rõ về cái nguồn gốc và cũng như là tính chính xác của các cái sàn này, và không tuyệt đối là không chuyển tiền cho các đối tượng mà mình không quen biết. Người dân khi có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cần bình tĩnh xác minh thông tin từ nhiều phía và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, là dòng họ được hình thành từ khoảng đời thứ 18 triều nhà Lê, cho đến nay, dòng họ Đỗ tại thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi đã phát triển lớn mạnh với trên 350 đầu đinh và hơn 500 hộ gia đình. Suốt chiều dài lịch sử, Đỗ Tập không chỉ cống hiến cho đất nước nhiều hiền tài, mà nhà thờ của họ Đỗ cũng đã trở thành nơi ghi dấu nhiều dấu tích về văn hóa lịch sử. Theo ghi chép chưa đầy đủ, dòng họ Đỗ vốn là một dòng họ lớn, có nhiều bậc hiền tài. Nhưng phải đến đời cụ Đỗ Phúc Hiền vào khoảng những năm 1669, khi đến khu vực thôn Đỗ Thượng này, phát hiện đây là vùng đất địa linh, vị thế đẹp, mới quyết định ở lại đây định cư và lập nghiệp, khởi sinh ra dòng họ Đỗ tại nơi này. Nhà thờ họ Đỗ sau đó cũng được xây dựng là nơi để con cháu dòng họ thờ cúng và ghi nhớ công lao của tổ tiên. Với vị trí đắc địa sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà thờ họ Đỗ trở thành cơ sở bí mật, nơi thành lập tổ chức và hoạt động của chi bộ, đảng và các cán bộ Việt Minh trong vùng. Từ ngôi nhà thờ này, thời kỳ tiền khởi nghĩa năm 1945, nhiều đồng chí lãnh đạo đảng trong xứ ủy Bắc Kỳ và tỉnh ủy Hưng Yên đã về đây hoạt động chỉ đạo cách mạng. Là cơ sở cách mạng thuộc miền Bắc Ân Thi do đồng chí Đỗ Tuấn Phong, người con của Đỗ Tộc lãnh đạo. Trước cách mạng 8, nhà thờ họ Đỗ này là cơ sở, là nơi đóng giữ của xứ ủy Bắc Kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương. Có ba vị ở xứ ủy Bắc Kỳ là đồng chí Lê Liêm, hai người là ông Nguyễn Trương
và sau này là ông Trần Phương là những vị đã từng ở đây, và sau đó trong các cuộc kháng chiến thì cái nơi này vẫn là cái nơi cán bộ đi lại. Nằm giữa trung tâm thôn Đỗ Thượng, nhà thờ họ Đỗ có tuổi thọ hàng thế kỷ, được xây dựng theo lối kiến trúc chữ Tam với 6 gian hậu cung và 5 gian đại bái. Trải qua biến thiên của lịch sử và qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhà thờ đã không còn giữ được vẻ cổ kính ban đầu. Thế nhưng những giá trị về lịch sử và văn hóa nơi đây đã được lưu danh trong sử sách. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà thờ cũng như dòng họ Đỗ tại thôn Đỗ Thượng, năm 1946, Tổng bộ Việt Minh đã trao tặng họ Đỗ đồng tiền vàng. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng thưởng bằng có công với nước. Nhà thờ họ Đỗ xã Quang Vinh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia là vào năm 1995. Hiện nay nhà thờ họ Đỗ không chỉ là nơi để con cháu về tập trung vào những dịp lễ Tết mà còn là địa chỉ đỏ để du khách thập phương và các em học sinh trong và ngoài xã đến học tập và chiêm bái. Cháu rất tự hào khi sinh ra ở dòng họ Đỗ và có nhà thờ là di tích cấp quốc gia. Để phát huy truyền thống của dòng họ, cháu sẽ tiếp tục cố gắng học tập, làm rạng danh truyền thống hiếu học và không làm hổ thẹn với các châu thế hệ đi trước. Hàng năm tại nhà thờ họ Đỗ, con cháu Đỗ tộc lại tổ chức lễ dỗ tổ. Đây không chỉ là dịp để con cháu trong gia tộc tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên, mà còn là dịp để nhiều du khách có cơ hội đến trao đổi, tìm hiểu rõ hơn về di tích lịch sử đền thờ họ Đỗ tại nơi này. Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi là địa phương tiêu biểu đi đầu trong việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và đã tạo ra được bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Đám ma không làm cỗ, không tải tiền vàng mã, tung vòng hoa luân phiên và thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời là những điều mà trên 90% hộ dân trong cả 6 thôn trên địa bàn xã Đa Lộc đã và đang thực hiện trong những năm gần đây. Một trong những hộ gia đình tiêu biểu phải kể đến là gia đình ông Phạm Hữu Ước, thôn Đa Lộc. Bố đẻ ông Ước mới qua đời có tình nguyện lại là tổ chức đám tang gọn nhẹ, không làm cỗ, không cảnh trống ầm ĩ, giảm các chi phí không cần thiết và đưa cụ đi hỏa táng. Giờ cụ là lớp người đi trước, thì bản thân con cháu thì cũng lớp người sau, cái thế hệ sau mà thấy cụ mà cũng thực hiện được cái nếp sống văn minh và như thế thì con cháu rất là ủng hộ thôi. Thôn thì trong 2 năm gần đây là gần 100% là các gia đình là đi hỏa táng, nó đảm bảo được cái môi trường. Còn các đám cưới thì nói chung là nhân dân cũng nhận thức rõ về cái việc thực hiện cái nếp sống văn minh. Còn đây là gia đình ông Vũ Văn Nhuần, thôn Trạo Thôn. Ông vừa mới tổ chức đám cưới cho con trai, nhận thức được những lợi ích như sự tiến bộ văn minh của việc tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, nên con trai ông Nhuần đã vận động gia đình tổ chức đám cưới cho mình theo hình thức tiệc ngọt, bánh kẹo gọn nhẹ và không sử dụng thuốc lá. Mặc dù không tổ chức cỗ bàn linh đình, nhưng đám cưới đã được diễn ra với không khí vui vẻ, đầm ấm. Gia đình như tôi vừa rồi có tổ chức cho cháu trai thì cũng thực hiện theo cái nếp sống mới, người họ không họ thì người ta cũng đến đến dự nó rất là vui. Tôi thấy là cái phương pháp này là hay nhất. Ngay chính những cán bộ lãnh đạo các thôn xã đã đi đầu gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn minh trong những công việc hiếu hỉ của gia đình mình, từ đó nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy phong trào thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn xã ngày càng được nhân rộng. Thực hiện đúng nếp sống văn minh và cũng tuyên truyền cho tất cả mọi người trong dân là có việc đám là hiếu hỉ cũng lên thực hiện cái chương trình nếp sống văn minh. Đám cưới thì trong thời gian vừa qua thì phải nói là hạn chế về cái vấn đề ăn uống linh đình và tuyệt đối là cái thực hiện là không hút thuốc trong cái đám cưới. Đối với đám ma thì chúng tôi cũng có cái tinh thần quán triệt chỉ đạo là thực hiện là cái việc là thứ nhất là không tổ chức ăn uống, là chúng tôi triển khai là chúng tôi thực hiện cái vòng hoa luân phiên. Từ những cái vòng hoa đó là luân phiên thực hiện rất là từ đám nọ sang đám kia mà bà con nhân dân là đảm bảo là đồng tình rất là tốt. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Đà Lộc đã có khoảng trên 30 đám hiếu và trên 20 đám hỉ. Trong đó trên 90% đám hiếu và trên 80% đám hỉ được người dân tổ chức thực hiện theo nếp sống văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo được việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống của ông cha để lại.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.